Nghìn ông kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Đến với video tiếp theo này thì Nghìn ông chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của những cái bụi cây rừng. Cây củ rừng này thì là một cái loại gia vị rất là phổ biến trong việc chế biến các món ăn hàng ngày. Trên video thì quý cô chú anh chị và các bạn đang thấy là một cái bụi rừng nó đang phát triển rất là xanh tốt, và đây là những cái lá của cái bụi cây rừng này. Những cái lá rừng này thì có thể dùng để chế biến chung với các món cá kho. Rừng là một loại cây rau củ khá là dễ trồng. Khi mà những cái bụi rừng nó tới tuổi thu hoạch thì những cái lá xanh tươi như thế này nó sẽ già đi, và cái phần thu hoạch ở dưới đây sẽ là cái phần củ rừng nó nằm ở dưới gốc của cái cây như thế này. Những củ rừng nó nằm ở phía bên dưới đây. Loại cây rừng này thì nó dễ phát triển ở trên cái nền đất xốp hoặc là những cái nền trấu mục như thế này. Ở đây thì được trồng bằng trấu mục kết hợp với trộn đất xốp. Ở đây, ngay đây có một cái củ rừng còn non, quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy nó ở dưới này. Còn ở đây cũng là hình ảnh của một cái bụi cây củ rừng, nó đang phát triển rất là xanh tốt luôn. Cái phần thân lá của cây củ rừng này thì nằm ở phía trên đây, và cái củ của cây rừng thì sẽ nằm ở dưới phần gốc. Ngay đây, quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy cái gốc của những cái củ rừng nó nổi lên mặt đất như thế này. Rừng thì cũng được xem như là một cái loại vị thuốc và là một cái loại rau gia vị tốt cho sức khỏe. Trên video thì quý cô chú anh chị và các bạn đang xem là những cái bụi cây củ rừng này nó đang phát triển rất là xanh tốt. Khi mà tới thời gian thu hoạch thì những cái lá xanh này nó sẽ tự động già úa đi, và có thể dễ dàng thu hoạch được những cái củ rừng ở bên dưới. Do những cái củ rừng này được trồng trên cái nền trấu mục và đất xốp nên rất là dễ thu hoạch. Chỉ đợi khi những cây rừng này tới tuổi già thì sẽ dùng dao hoặc là những cái dụng cụ để xới nhẹ cái lớp này lên là sẽ thu hoạch được những củ rừng ở bên dưới. Như đây thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được cái củ rừng nó lòi lên trên mặt đất luôn này. Đây, những cái củ rừng nằm phía này. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Nghề Nông nhé.